Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Hôm nay mình muốn review lại cái con ác Summer bên F39 này nha. Nhiều anh em thấy mình hay đi lung toa lung tung khắp server nọ, khắp server trai review ác của khá nhiều anh em thôi. Hôm nay chúng ta review lại con ác của chính mình chơi. Mình sử với F39 đã gia nhập vào câu lạc bộ ức gà rồi nha, 1.0 ức này. Tổng chiến lực của con ác này thì nó hiện nay đang là 100.298.425 điểm VIP 8. Lúc mình được bạn là Summer, bạn ấy cho là con ác này tầm VIP 6, 1.400.000 hay là 1.500.000 thì bạn ấy nạp vào rồi đấy. Và hiện nay con ác này của mình là nạp vào là 3.900.000. Thì đâu đó mình cũng nạp vào game tầm 2.500.000 với con ác này rồi. Nạp vào đâu thì mình hay nạp ở những cái gói tháng này, những cái gói hàng ngày nó sẽ lợi hơn với anh em ít tiền ấy, thì anh em đầu tư vào như thế đấy. Ví dụ tính ra mình chơi chơi game được hơn 3 tháng rồi, 2.500.000 mỗi tháng chắc nạp tầm 5-800, 700-800 gì đó. Khi thoảng có một vài cái sự kiện mà thấy anh em gắt quá, anh em đua tốt gắt quá thì mình nạp vào mấy cái gói kim cương để mình pha nhau với anh em ạ. Ví dụ như cái gói kim cương như này này, cái gói kim cương ưu đãi như này, 200.000 được gần 2.000 kim cương này, có đá này, này thì mình đem vào đâu đó, có một lúc mình đem đến 3 gói hay 4 gói gì ấy, mấy cái đợt sự kiện tiền của quýt ấy thì mình thấy nó hơi đắt thôi, chứ thực ra anh em mỗi ngày nạp vào 20 nha thì mình thấy cực kỳ lợi nhỉ. Hiện nay thì cái mình không nạp vào con ác nữa rồi, mình sẽ chuyển sang nạp vào con ác Nanji CVS43. Nhưng mà mình thấy đầu tư kiểu nạp hàng ngày nó lợi hơn rất nhiều so với việc anh em nạp một, những sốc một phát, những cái gói khủng bố. Những gói khủng bố thực sự nó hữu ích khi anh em có những cái sự kiện như cái sự kiện tật Tết, nạp gói 2 triệu được cái bộ vật phẩm 4 sao cam ấy thì nó còn hợp lý thôi. Chứ bây giờ mà tự dưng nạp một cục to 2 triệu vào game ấy, mình thấy nó quá phí phạm nha, rất phí phạm nha. Đây, việc soi qua cho anh em con đam chính vào này. Con đam chính làm nên thương hiệu của bạn Summer F39 đây. Vẫn có thể một mình hiên ngang giữ vị trí top 3 giữa một rừng Golden Visa cho anh em xem đây. Chưa lên thần, chắc là ngày mai nó sẽ lên được thần. Mình nghĩ là mình hoàn toàn có thể lên thần được trong hôm nay, nhưng mà thôi, tiết kiệm kim cương để mãi lên thần đi. Dòng đến cái tầm này thì thừa rồi, mái thoải, chỉ thiếu đá thôi. Nhớ anh em chơi chay hay anh em nông dân thì dòng thừa luôn nha. Nuôi chay thì anh em phải cố gắng, anh em chơi chay thì anh em cố gắng leo cái tháp Karin ấy. Tháp Karin cố từ top 1 đến top 3 cho mình mảnh dòng. Dòng đối với anh em có nạp một chút thì nó không khó kiếm đâu, không dễ kiếm thôi. Cái chay thì có thể hơi khó một chút, nhưng mà đầu tư vào tháp Karin thì cũng không khó kiếm mảnh dòng. Đấy, con đam chính của mình đây, top 495 đây, top có thể áp được lên 510 mấy. Nhưng mà cái đấy mình sẽ tạm thời giấu đi một chút, tại vì trong tương lai mình cần khắc chế cái con bư của mấy bạn bên server F39 nha. Đây, top bạo kích 50%, bạo thương hơi phè. Đấy, bộ trang bị ấn quý, nguyên khí thì cũng chưa ngoan lắm. Nguyên khí này có thêm cục bạo kích nữa thì chuẩn này, chuẩn bài căng đét luôn. Ví dụ một cổng một cục nguyên khí thuần nữa. Ví dụ bây giờ mà có một cục nguyên khí thuần level 5 sát thương bạo kích tỷ lệ bạo kích 12% nữa thì mình nghĩ không cần chơi thêm có cái con tướng quýt làm gì. Còn nếu mà không có thì xem xét xem. Hoa tai này trông cũng bình thường thôi anh em ơi, không có gì đặc sắc. Hồi dưỡng đây, khí công đây, chưa mắc luôn, đột phá 10 đây. Con tướng đam phụ, còn mình dùng Android 17 SS. Theo mình thấy thì như con tướng này nó đang bị lỗi em ạ, đang bị lỗi cái sắt tương nổ của nó hay sao ấy. Con này mình chưa cộng với dồn được đồ cho nó nên nó yếu lắm.
Nhưng mà cái sát thương nổi nha, sau khi tử vong gây lên hàng sau địch sát thương bằng 30-75% công này. Mình test thử, mình đánh nhau, mình thấy hình như nó bị lỗi sao ấy. Tí mình review qua, mình sẽ cho anh em xem qua nha. Đây, con sao của bắp của mình đây. Tỷ lệ né có 41,8% thôi. Hơi phèn. Tại vì chưa tẩy được mấy dòng ngon. Cái này phải tẩy gấp này, công mình 15%. Củ chuối châm muối chưa. Cái này mới đổi sang được cái dòng tăng thêm tỷ lệ né ngon. Tại sao mình không xài bộ Kame? Tại vì hiện nay con ác này của mình, con bốc con này là con tăng chính thôi, nên mình xài bộ Kai nhé. Đặc biệt là con Goten này của mình cũng xài bộ Kai nhé. Nhưng mà tốc của nó cũng lên được đến 531, tại vì tất cả những cái ngọc Kai này của mình đều có dòng tăng tốc, nên mình cần con này nó sống thật là dai. Con này sống dai thì nó bút đam được cái vòng sáng cho con Vandal rất là lợi. Đột phá chưa, đột phá luôn, như đột phá cấp 1, cấp 2 gì ấy. Mình đang phân vân không biết tương lai có nên đổi con này thành con vô tinh cấp 3 hay không, nếu mà vẫn có đam mê chưa ve được. Nếu mà tương lai kiếm được một con tướng nào khác đang xịn xó hơn ve được thì mình thay. Nhưng mà con ve đỏ này bây giờ nó quét ải sướng anh em nha, quét sướng hơn rất nhiều so với team chuyên gia. Hai con này thì cũng không có gì đâu, sắp cả nó giống như mọi bạn chơi khác thôi. Tốc hơi thấp, 5.7. Đấy là tốc hơi thấp. Gọi là xài tạm, đây, chiến lực quét hải đang kẹt đây, đang thiếu. Chứ bây giờ mà đủ chiến lực thì mình cứ quét phà lên, phang hết anh ạ. Phang hết tất cả các mục tiêu, đây cho anh em xem qua này. Sức hạ, hải, ác mộng, 47. Ác mộng 52. Do mình thiếu được chiến thôi. Mấy anh em VIP 6, VIP 7 bên dưới có Fiza này, chơi rất là ghét luôn. Có bạn Oppa đẹp trai bên dưới S39 cũng chơi Fiza. Bạn Táo cũng chơi Fiza luôn. Táo là ghê lắm anh em ạ. Ép Kidbu là khắc khắc luôn con của mình luôn đấy. Hãy đợi đấy Nu Pakachi, hãy đợi đấy nha Bư. Anh mà dồn được con ăn trong này lên đam to thì đập cho Bư không trượt phát nào luôn. Đây là test thử qua cho anh em nha. Rõ ràng là hình như cái con đam nổ con này khi nó bị chết bởi cái hiệu ứng xuất huyết đấy, mình thấy nó chả nổ được gì cả. Không biết có đúng không, có biết anh em nào test thử chơi qua nó chưa, thấy thế nào hay bị lỗ thật. Bạo kích sướng nhở, không biết phê đá đấy. Đấy nhá, chậm lại xem nó có nổ không. À có nổ này, chết do xuất huyết, nổ đấy, nó có nổ đấy. Test lại trận khác xem sao. Trận này thua rồi, thua ngay thắng đây. Đánh loại phóc táo này có trận thua có trận thắng các bạn. Nhưng mà tỷ lệ hiện nay chỉ đánh 10 trận chắc là thắng được 1 trận, 9 trận thua. Nếu mình chơi con bư thì nó khác nha. Ví dụ con Android game mà mình chơi thành con bư thì nó lại khác nha. Nhưng mà từ khi mình chuyển sang chơi con Android 17 này thì thua đến 99,9% rồi. Mình chơi con bư thì nó lại khác, khiêu khích. Mấy lượt ulti đam các kiểu win cơ. Hoặc là bây giờ mình lấy cái tài nguyên đấy mà mình ép con khác lên thần, chắc là ăn được.
test nhanh cho anh em xem qua nào. Sao lần nọ mình chơi mình thấy sát thương xuất huyết nó chết nó không nổi, mà cái trạng thái đấy là nó lại là nó tung nó cú sút cơ chứ không phải là cái nó bay vào người con bư nó nổ. Android 17 khá đẹp trai, tóc dài thư sinh. Kinh về đá ấy anh em, nhìn thấy không đá xong về chết nổ nó không quay, nó nổ tiếp này đấy anh em ạ. Chắc chắn nó bị lỗi rồi, bị lỗi cái đoạn đấy đấy, cái đoạn nó xông vào đá nha, xong nó rút về đây nó bị rút máu nha mà nó không nổ anh em ạ. Thế là bị thoát mất một cái skill ấy rồi, một cái skill tự phát nổ rồi. Như cái trận lần trước là nó đứng không nó bị rút máu chết thì nó mới lao và nó nổ, là nó đá xong nó rút về thì nó bị sát thương xuất huyết gây chết mà nó lại không lao lên một phát nữa để gây nổ. Chắn là bị lỗi rồi nha, cái đấy là chắc chắn bị lỗi nha, nó bị thoát sát thương. Nếu hiểu kiểu gì nên đặt con bư này ở vị trí này là hơi toan, à hơi gây có lỗi. Đặt lại phát nữa đúng không anh em, thấy mình nói đúng không hay là mình phân tích sai thì anh em hãy comment dưới video này nhé. Bây giờ có vô tinh nó cấp 3 ở đây dồn đam chết con bư rồi nhỉ, quét đằng sau là không đỡ được. Liệu đấy có phải là một ý kiến sáng suốt? Con này bị rút độc chết rồi, rút độc chết thì lao vào nổ rồi. Nhưng cái còn vật lẫy là lao lên đá đấy anh em thấy không, lao lên đá này, lao lên đá mà lao lên ulti này xong rút về rút độc không thấy phát nổ bất kỳ một con đằng sau luôn. Lỗi rồi, lỗi chắc anh em ạ, lỗi 100% luôn. À mình lại khẳng định là hiện tại con 17 LS này vẫn bị lỗi ở phiên bản Việt Nam. Lỗi nhiều kiểu gì, lỗi anh em nha, lỗi sát thương. Đề nghị đội ngũ Gosu nếu mà có xem được clip này thì kiểm tra lại nha, xem tôi nói có chính xác hay không. Cái quả ulti tự nổ 400% sát thương của tôi đâu. Đấy, đam quá phèn luôn, không bằng một con xeo 2 sao đỏ. Chắc chắn lỗi rồi nhỉ, lỗi test đến 2 lần rồi. Test hẳn lần thứ 3 đi xem nó có đúng không. Đấy nha, rõ ràng tung lên ulti xong rút về bị rút độc. Chịu chết. Khi bạn củ hành, nó hấp diêm. Hỏng rồi, lỗi rồi anh em ơi. Nếu mà mình đúng thì anh em cho mình xin một like đăng ký kênh nha.
Còn nếu mình sai thì anh em có thể comment dưới video này góp ý thêm. Bye bye và hẹn gặp lại anh em vào ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ có một siêu phẩm vai của anh nông dân. Anh nông dân VIP 8 lên thần. Không biết con này lên thần lên được chiến được bao nhiêu nhỉ? Này đang 5.271 vạn này. Nhưng thần chắc lên được tầm 7.000. Vẫn vậy, chắc 7.000. Bye bye, ngày ngày mẹ 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 mẹ